Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với channel giới thiệu sản phẩm của shop Nhật Việt. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm rất hot nữa cả shop. Đó là kéo cắt gà Seki Magoroku. Đây, đây là sản phẩm của chúng ta. Được bọc trong hộp. Trông rất là bắt mắt luôn. Sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Nhật luôn. Hàng made in Japan. Đây là một cái sản phẩm chuyên dụng cho nhà bếp nên là được thiết kế rất là đặc biệt, sắc bén luôn. Những cái bề cắt của cái sản phẩm hoặc là bề cắt của thực phẩm rất là đẹp mắt và láng mịn. Đây tôi xin mở. Đây sản phẩm đang còn mới nguyên, đang còn hộp. Tôi xin mở cho các bạn xem. Vâng, đây các bạn, đây là sản phẩm của chúng ta. Nhìn trông rất là đẹp và nhìn trông rất là sắc. Chiếc kéo này đặc biệt sắc bén luôn. Nó có thể cắt bề mặt thực phẩm láng mịn, không bị sơ. Sản phẩm này còn có thể cắt được cả thịt và cắt được cả xương, rất là sắc. Như bạn thấy, sản phẩm này dài khoảng 23 cm. Và khoảng nơi này tầm độ tay cầm của nó khoảng gần 10 cm. Chất liệu bằng thép không gỉ, rất là sáng bóng. Nó có thể chịu nhiệt độ cao lên đến khoảng 100 độ C luôn. Hàng made in Japan. Với cái sản phẩm này thì các bạn không cần phải dao thớt khi chặt gà, rất là rườm rà, các bạn chỉ việc cầm và cắt thôi, không lo bị bắn bẩn quần áo và bắn bẩn lên sàn nhà như việc phải dùng thớt chặt. Cắt xong chỉ việc lau qua kéo là xong, rất là sạch sẽ, tiện lợi và hiện đại luôn. Không những thế là do cái tính chất là sản phẩm là bằng thép không gỉ, rất là an toàn và đảm bảo sức khỏe luôn. Tay cầm cực kỳ chắc chắn. Đây, tôi thử cắt một vài tờ giấy cho các bạn xem nhé. Viên cắt rất ngọt và láng mịn. Gấp làm hai tờ này. Rất là nhẹ nhàng. Rất là nhiều tờ. Chắc đúng không? Vẫn cắt thoải mái. Cẩn thận. Cây cắt rất là đẹp. Tay cầm rất là chắc chắn luôn. Thiết kế rất là đẹp, bắt mắt. Để trưng trong nhà bếp cũng rất là đẹp luôn. Chế tạo chuyên dụng trông như một thanh kiếm.
À, như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn cái sản phẩm kéo cất gà Nhật Bản Shikimaru. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm, muốn sở hữu cái sản phẩm kéo cất gà này, các bạn có thể liên hệ đến Shop Nhật Việt qua hotline 0983 13 1528, hoặc các bạn có thể truy cập vào website shopnhatviet.com và để liên lạc với chúng tôi. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có ý kiến thì có thể comment xuống dưới video của tôi sẽ giải đáp các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.